Anh làm cái gì đấy? Tiền của tôi mà. Tiền cái gì? Người ta cho tôi chẳng qua là để nhầm nón thôi chứ. Anh bị làm sao đấy? Trả tiền tôi đây. Không giả đấy, tao không giả đấy, làm sao nào? Thế anh lại làm cái gì đấy? Không giả. Anh dám khinh thường người khác à? Linh, anh có làm sao không? Bỏ ra làm sao, không liên quan gì đến anh. Trả tiền đấy. Này, 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 này. Không phải việc nhà mày nha, mày cút đi chỗ khác đi, nếu không đừng có trách tao ác. Anh thông cảm. Vợ tôi bị bệnh nên mới tưởng là anh xin. Bệnh tật thì không ở nhà thì ra đường cướp mày ăn người khác à? Chảnh thật đấy. Linh, bây giờ anh đưa em về nhá. À, hóa ra anh là đồng bọn của cái tên kia đúng không? Bảo sao lại cứ ép tôi, đòi tôi làm vợ anh là thế nào? Không phải. Thực ra anh chỉ nói thế để không phải tranh đua hay là phải cãi nhau với người ta thôi. Thôi, anh đi đi, tôi không có tiền cho anh lừa đâu. Tôi chỉ là ăn xin nghèo khổ thôi. Thôi được rồi. Bây giờ anh sẽ qua lại công ty để giải quyết nốt việc. Tối nay anh quay lại đón em nhé. Tôi khỏi, đi đi. Anh ta có đến mức thiếu vợ đâu mà cứ đi theo mình ấy nhở? Em đợi anh lâu lắm rồi đấy. Anh làm gì mà lâu thế? Hôm nay anh gặp một chút chuyện cho nên là đến hơi muộn. Mình dặn anh nhá. Thôi được rồi, em tha thứ cho anh đấy. Thế hôm nay kiếm được nhiều tiền không? Hôm nay anh kiếm được gần 1 triệu đấy. Thật á? Sao nhiều thế? Thì hôm nay gặp được đúng cái đứa ngu ngốc lơ nga lơ ngơ dám cướp địa bàn của anh. Thế là anh bắt nạt nó, anh lấy hết tiền của nó luôn. Anh làm vậy là đúng đấy. Mình không thể nhân nhượng cho bọn này được. Chứ gì nữa. Với lại em bảo hay là hôm nay anh kiếm được nhiều tiền như thế mình đi ăn buffet hải sản đi, lâu lắm rồi mình chưa được ăn. Thì đợi tuần sau hay là mấy ngày nữa anh kiếm được nhiều tiền rồi anh đưa em đi có được không? Chẳng phải hôm nay anh cũng kiếm được nhiều hay sao? Hay là anh tiếc anh không muốn cho tôi đi ăn? Không phải, bởi vì là hôm nay đến hạn đóng tiền nhà rồi, bây giờ mà anh không đóng thì họ đuổi anh ra khỏi nhà mất, cho nên là thông cảm giúp anh nhá. Thôi được rồi, chưa anh dẫn em đi ăn cơm sườn mà em thích nhá. Đúng là cái thằng nhà quê kẻ xỉ, tức chết đi được mà. Alo. Tôi đây. Tôi bảo cậu cho người điều động xuống khu trung tâm thương mại của Gambuda đi. Điều tra toàn bộ cho tôi tất cả những người giả làm người khuyết tật ở đấy, xem họ như thế nào. Nếu như họ còn cố tình giả làm người khuyết tật nữa thì đưa lên cơ quan. Ok. Không biết giờ này Linh còn đang làm gì nữa. Từ bé đến giờ cô ấy có phải lao động mệt nhọc gì đâu. Không biết ở ngoài có mệt mỏi gì hay không. Anh tránh xa tôi ra đi, đừng có ngồi gần tôi nữa. Ôi giời, cô nóng như thế làm cái gì nhỉ? Tôi thấy quả đàn ông lúc nãy nhá, chắc cũng không thiếu tiền đâu, sao cô phải đi xin ăn làm cái gì? Tôi có quen anh ta đâu. Và với lại, tôi bảo này, anh đừng có giả vờ bị cụt tay như thế nữa. Cô thì biết cái gì, thằng này cụt tay từ bé. Tôi chỉ nói anh thế thôi. Bây giờ anh thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, không đi kiếm công việc nào tử tế mà làm, lại sống bằng cái tiền trợ cấp như thế, làm sao được? Cô nói thật đấy à? Cô thì khác gì tôi mà cô nói tôi như thế? Này, tôi khác anh nhá. Tất cả số tiền mà tôi xin được tôi đều gửi vào trại trẻ mồ côi để cho các em mới trang trải cuộc sống đấy. Khoe cái gì? Đấy là do cô ngu nhá. Kiếm được tiền rồi còn đi cho người khác, sau này kiểu gì bọn nó cũng bòn cô đến lúc còn cặn thì thôi. Anh nói như thế mà nghe được à? Thì đây là địa bàn của tôi nói gì thì mặc xác tôi chứ. Còn bây giờ thì cô cút đi chỗ khác đi nhá. Tôi không cút đây, anh định làm gì tôi nào? Thế thì hôm nay tôi phải cho cô một trận rồi nhá. Nào, làm sao? Làm cái gì đấy? Dừng lại. Lại là mày à? Này anh còn ra dáng ăn đàn ông không? Sao lần nào tôi gặp anh cũng đang bắt nạt phụ nữ như thế nào? Mày lo chuyện bao đồng nó vừa vừa phải thôi nhá. Nãy tao hỏi cô ta rồi, cô ta không hề quen biết mày nhá. Đấy là chuyện giữa tôi với cô ấy, không liên quan gì đến anh cả. Còn bây giờ anh mau đi đi, đừng để tôi gọi bảo vệ lên đấy. Nếu thế nhá, mày quản cô ta cho chặt vào. Còn một lần sau nó không dễ dàng như vậy đâu. Nhá.
Anh... Sao anh vẫn cứ đi theo tôi thế nhở? Tại vì anh không muốn em ở đây một mình. Tôi một mình thì liên quan gì đến anh? Thì anh đã nói với em rồi còn gì nữa. Chúng ta là vợ chồng. Anh có đưa cả giấy chứng nhận kết hôn cho em xem rồi còn gì. Anh bị làm sao đấy nhở? Anh đừng có hòng lừa đảo tôi nhá. Tôi sẽ không để các anh lừa tôi đâu. Em không tin anh đúng không? Bây giờ anh với em cùng lên phường thì biết ngay anh có lừa em không. Đi. Bỏ ra, anh đúng là cái đồ thần kinh mà. Linh. Linh. Linh ơi, em tỉnh lại đi. Linh, Linh ơi. Linh, em không sao chứ? Chồng. Vợ, em nhớ ra anh rồi à? Em xin lỗi anh, em không ngờ là thời gian vừa qua khi em mất trí em lại làm ra được những cái chuyện như thế. Chắc là anh vất vả vì em lắm nhỉ? Không sao, chỉ cần em còn ở cạnh bên anh thì chuyện gì xảy ra anh cũng chịu được. Từ bây giờ chúng ta sẽ không xa nhau nữa nhá. Anh hứa, từ bây giờ chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Với cả em cũng đừng quên anh nữa nhá. Anh sợ cảm giác em lạnh nhạt xa cách anh lắm. Em biết rồi mà. Bây giờ ăn trưa rồi em còn đi đâu đấy? Em đi có việc một tí. Mà hôm nay anh kiếm được nhiều không đấy? Nói hôm nay anh bị bảo vệ đuổi quá, chả kiếm được đồng nào cả. Anh không biết là có nên đi làm việc khác không? Anh Duy này, em muốn đi kiếm việc làm. Anh cho em tiền mua xe máy được không? Em cần bao nhiêu tiền? Tất cả đang ở nhà hưởng thụ mà sao phải đi làm gì cho mệt? Thì mỗi ngày anh kiếm được có một tí tiền thôi, làm sao mà đủ cho cả nhà ăn tiêu được? Hay là anh nghĩ em lấy hết tiền của anh tiêu linh tinh đấy? À không anh, em hiểu nhầm ý của anh rồi. Anh chỉ muốn biết là em dùng tiền để làm gì thôi mà. Thì bạn em bán xe máy 12 triệu. Em cũng muốn có một cái xe máy để đi lại cho tiện. Rồi quãng thời gian về nhà cũng được rút gọn hơn. Anh Duy, anh sao thế? Sao trước kia anh nói với em là em muốn cái gì cũng được, anh chiều em hết. Thế mà bây giờ anh chẳng còn quan tâm em nữa. Thôi được rồi, anh sẽ mua cho em. Nhưng mà em phải giữ gìn đấy nhá. Em biết mà, em biết là anh thương em nhất mà. Tôi mà mua được xe, xin được việc ở chỗ đó, anh nghĩ là anh còn có cửa với tôi á. Ở đó tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc với khối đàn ông thành đạt. Đến lúc đó nhá, tôi đá anh như quả bóng luôn. Anh Duy, thế bao giờ anh đưa tiền cho em vậy? Cái này thì em chỉ có đợi anh mấy ngày nhá. Anh đi làm rồi anh sẽ đưa cho em sau. Anh hứa đấy nhá, nếu như mà anh không đưa tiền cho em thất vọng lắm đấy. Đến cái lúc đấy nhá, em đi tìm người khác đừng có mà trách em. Không được, em là của riêng anh thôi, anh không nhường em cho bất kỳ ai đâu. Rồi, em biết rồi, mà thôi, em đi gặp bạn tí đây. Anh vào trong nhà đi, đồ ăn từ hôm qua vẫn còn đấy, ăn đi không phí mất nhá. Em đi đi nhá. Bây giờ cô lưu lạc đến cái mức mà phải là phục vụ bàn à? Tôi làm cái gì thì liên quan gì đến cô chứ? Thì cũng chẳng liên quan. Nhưng mà ai bảo là trước kia thầy cô cứ nói là cô giỏi giang lắm, sau này sẽ có thành tựu lớn cơ mà. Mọi người mà biết chắc là thất vọng về cô lắm đấy. Nếu như không có việc gì thì tôi xin phép đi trước, tôi bận lắm. Đứng lại! Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ muốn hỏi cô là cô có muốn vay tiền không? Nếu mà bây giờ cô cầu xin tôi thì tôi sẽ đưa cho cô 50 triệu. Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng bây giờ cuộc sống của tôi rất đầy đủ, tôi không thiếu tiền đến mức đấy. Cô cứ giữ lại một tiêu đi. Cô sĩ diện làm cái gì? Đang nghèo rồi còn ra vẻ à? Xin lỗi cô nhá, quán cà phê của tôi không hề chào đón cô đâu. Mời cô đi ra ngoài cho. Này, cô ăn nói kiểu gì đấy? Tôi là khách của cái quán này đấy, cô dám đuổi tôi à? Quản lý đâu? Quản lý đâu? Tôi hỏi lại lần cuối, cô có đi không? Tôi không đi đấy, cô làm gì tôi? Vậy tôi xin lỗi nhá. Ok, bỏ ra. Này anh kia, anh đứng dậy đi. Chỗ này anh không được phép xin tiền đâu. Ủa chứ anh theo dõi tôi đi à? Đi đâu cũng gặp anh vậy? Tôi nhắc lại một lần nữa, chỗ này không phải là chỗ anh xin tiền. Mời anh đi cho. Anh nói kiểu gì chứ? Đường này là đường nhà anh mở hay sao mà anh có tư cách anh đuổi tôi đi chỗ khác cả?
tôi ngồi đây thì liên quan gì đến nhà anh? Anh nói đúng rồi đấy. Con đường mà anh đang ngồi ấy, chính tự tay tôi bỏ tiền ra làm đấy. Anh đang đùa tôi đấy à? Tôi không có thời gian để đùa với anh đâu. Tôi đã thông báo cho toàn bộ công trường, cho bảo vệ biết rồi. Tất cả các bảo vệ sẽ không cho phép ai ăn xin ở đây cả, để tránh những bất trắc xảy ra. Mong anh thông cảm. Thế là anh là thực sự là người quản lý của cái công trình này à? Đúng. Tất cả chỗ công trình này là của tôi. Anh ơi, anh thông cảm cho bọn tôi cái, chứ bây giờ bọn tôi là thuộc cái tiếp người đáy xã hội rồi. Bọn tôi không làm cái nghề này thì bọn tôi làm cái nghề gì được. Mong anh tỏ lòng từ bi cho bọn tôi ngồi ở đây vậy. Ở nơi công trường như thế này, rất nhiều việc nguy hiểm sẽ xảy ra. Nếu như nó xảy ra với anh thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tôi đã nói với anh rồi, từ bây giờ trở đi anh không được phép vào đây xin tiền nữa. Tốt nhất anh nên rời đi. Tôi không nghe gọi công an đến đâu. Anh đang đe dọa tôi đấy à? Tôi không đe dọa. Nhưng mà nếu như mà anh lên công an ấy, cái tội giả khuyết tật của anh thì sẽ cộng thêm mấy năm tù đấy. Anh muốn đi thêm mấy năm à? Anh đúng là bọn nhà giàu dị hợm, chuyên đi bắt nạt người khác. Em đỡ nhiều chưa? Còn cũng bị làm sao không? Bác sĩ nói là cục máu bầm đã tan hết rồi mà, anh đâu cần phải cẩn thận như vậy đâu. Anh cứ sợ đây chỉ là mơ, sợ một lần nữa em lại quên anh. Em đã quay một video giới thiệu về hai đứa chúng mình, em để trong tủ đầu giường ấy. Khi nào mà có chuyện gì thì anh hãy lấy nó ra cho em xem. Nhất định em sẽ nhớ ra anh là người quan trọng nhất của đời em. Được, em nói là em phải làm ấy nhá. Nếu như em không giữ lời, anh không tha cho em đâu. Vâng. Loan, em kéo vali đi đâu vậy? Chúng ta chia tay đi. Sao lại chia tay? Chúng ta đang hạnh phúc mà, sao lại chia tay được hả em? Anh thử nghĩ lại xem, một tháng anh đưa cho tôi bao nhiêu tiền? Em thông cảm cho anh cái, chứ tháng này bị công an đuổi quá cho nên là anh không kiếm được tiền. Đấy là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi cả. Anh không đáp ứng được nhu cầu cho tôi thì tôi rời đi thôi. Với cả là tôi không thể chết chìm ở trong cái xó xỉnh này được. Thực ra là trước kia anh làm phục vụ, nhưng mà chính em là người khuyên anh quay trở lại con đường ăn xin này để kiếm được nhiều tiền hơn mà. Sao bây giờ em lại khinh thường anh như thế chứ? Tại vì tôi không nghĩ anh vô dụng như vậy đấy. Cả tháng đi xin tiền mà không đưa tôi được mấy đồng cả. Em nói như thế làm sao mà được? Từ trước đến giờ anh kiếm được bao nhiêu tiền anh đều đưa về cho em hết mà. Nhưng mà nó không đủ với tôi. Từ trước đến giờ anh đưa tôi được mấy đồng mà anh kể công. Với cả là tôi không thích ở cùng một cái loại người như anh. Chỉ là trước đây tôi chưa tìm được người chu cấp cho mình, thế nên là tôi mới chấp nhận yêu anh thôi. Chứ cái loại nghèo hèn như anh, bẩn thỉu nữa, tôi không muốn ở cùng một tí nào cả. Tại sao em lại trở nên như thế hả Lan? Thật ra là tôi là như vậy đấy. Tại vì tôi không thể hiện trước mặt anh thôi. Còn nữa là từ bây giờ đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi muốn tìm được một người có thể lo cho tôi được. Anh hiểu vấn đề không? Lan à, anh xin em, anh sẽ cố gắng chăm chỉ để làm việc, kiếm thật nhiều tiền để cho em một cuộc sống tốt hơn. Có được không hả Lan? Thôi bỏ ra đi, quá muộn rồi. Tôi đã tìm được một người mới rồi. Anh ấy hơn anh về mọi mặt, tiền bạc, đẹp trai, lại còn tốt với tôi nữa. Thế nhá, tôi đi. Lan, em được đi mà. Mình phải nắm được con mồi này ngay mới được. Không, anh mới tới thôi. Hôm nay anh có mệt không? Em không anh ạ, hôm nay quán cũng vắng khách mà. Này anh kia, anh có biết rõ về cô gái này không? Đính chính lại một lần nữa, đây là vợ hợp pháp của tôi. Thế vậy anh có biết vợ của anh là một cô gái hư hỏng ai cũng muốn quyến rũ không? Nếu như cô không nói được lời nào tử tế thì mời cô đi cho. Anh mà cứ như thế này thì có khi là mọc cả đống sừng trên đầu đấy. Có hay không là chuyện của tôi, tôi tự biết. Không đến lượt cô nói chuyện vào. Vợ tôi như thế nào tôi hiểu. Chắc là bây giờ cô đắc ý lắm nhở, có một người chồng yêu thương chiều chuộng thế này cơ mà. Vậy cô còn nhớ không, anh Hoàng vì cô mà suýt chết đấy. Chuyện đó tôi cũng đã giải thích với cô rồi, nhưng mà cô vẫn cố tình không chịu hiểu đấy chứ. Anh ấy có tỏ tình với tôi nhưng mà tôi đã không đồng ý. Sau đó tôi đã quên hết mọi chuyện rồi, cho đến khi cô quay lại đấy. Đến bây giờ cô vẫn còn cãi à? Chính anh Hoàng nói với tôi như vậy mà.
Trước đây tôi và cô đã chơi thân với nhau, và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ làm người thứ ba chen vào phá hoại hạnh phúc của người khác đâu. Làm sao mà tôi biết được cô nói đúng hay không? Vậy thì tùy cô. Cô muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Mình đi thôi. Làm gì mà không bắt máy nhỉ? Alo, em làm gì nãy giờ mà không bắt máy? Thư đang tắm nên không thể nghe được điện thoại. Anh có chuyện gì có thể nói với tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy. Anh là ai? Tôi là người yêu cô ấy, xin hỏi anh là ai vậy? Tại sao cô ấy có người yêu rồi mà cô ấy dám làm như thế? Lan, xem lại đối xử với anh như thế. Chúng ta mới vừa chia tay nhau thôi mà. Em đã yêu người khác là sao? Công ty anh vừa có việc gấp, chắc là anh phải lên công ty luôn đây. Có gì anh sẽ tìm em sau nhé. Ok, đợi em ấy. Này, chúng ta chưa nói chuyện xong đâu. Nói cái đếch gì? Chúng ta chia tay rồi đấy. Đừng có làm phiền tôi nữa. Hay là anh muốn tôi không được sống yên ổn như anh à? Mà Lan à, anh vẫn còn rất yêu em. Chúng ta quay lại với nhau được không em? Quay lại á? Anh có vấn đề về đầu óc sao? Tôi làm sao mà quay lại với những người mà nghèo nàn như anh được? Em nhất định phải tuyệt tình như thế hả Lan? Tôi nói cho anh biết, ban đầu tôi chỉ lợi dụng anh thôi, chứ chưa hề yêu anh. Cút ra khỏi cuộc đời tôi đi. Được rồi, cô giỏi lắm. Nếu như thế nhá, cô giả lại hết tất cả tiền và quà tôi tặng cô đi. Nếu không được trách tôi ác. Anh có phải đàn ông không vậy? Chia tay xong đòi quà đấy à? Tôi chỉ tốt với những người mới biết điều thôi. Còn những cái loại phụ nữ đào mỏ như cô nhá, nộn hết tiền ra cho tôi. Nếu không tôi không để yên chuyện này đâu. Đừng trách tôi báo với bố mẹ cô ở dưới quê nhá. Thằng khốn nạn, sói không chết đi. Người đáng chết ở đây là cô ấy. Này, từ từ đã. Có gì thì từ từ nói chứ. Sao lại đánh nhau giữa đường như thế? Không phải chuyện nhà cô, báo cút đi chỗ khác. Nếu không được trách tôi ác. Này, chồng tôi đã báo công an về việc anh thành lập băng nhóm giả là khuyết tật để chuyên đi lừa đảo tiền người khác. Tốt nhất là anh mau ra đầu thú đi. Nếu không đến lúc công an bắt, đừng có trách tôi ác. Chúng mày được lắm. Con kia đó, mày cứ chờ đấy cho tao. Cô có sao không? Tôi không sao, cảm ơn cô nhiều lắm. Không sao là tốt rồi, cô đi về đi. Bây giờ tôi có việc, tôi về trước nhá. Linh, có chuyện gì vậy? Thật ra thì tôi đã tìm tên Hoàng để hỏi rõ mọi chuyện. Đến bây giờ tôi mới biết là bao nhiêu năm qua tôi hiểu lầm cô, gây nhiều phiền phức cho cô. Tôi xin lỗi nhé. Không sao đâu, chuyện đã qua rồi thì cứ để cho qua đi. Cô hiểu được là tốt rồi. Cảm ơn cô. Không có gì. Cuối cùng Duy đã bị bắt tạm giam. Mấy ngày nữa chắc chắn là xét xử thôi. Đấy là cái giá phải trả cho việc hắn ta đã lừa quá nhiều người mà. Quả báo sẽ đến thôi. Đúng vậy. Lan cũng đã chia tay với tên giám đốc đó rồi. Cô ấy bảo là thời gian này sẽ về quê nghỉ một thời gian. Khi nào cô ấy khỏe hơn thì sẽ lên đây mời vợ chồng mình đi ăn đấy. Tùy em quyết định thôi. Khi nào em cứ sắp xếp đi rồi báo lại cho anh. Ở nhà em là người có quyền hành cao nhất mà. Anh cũng trêu em. Em nói thật mà. Được, vậy thì bây giờ em sẽ ra lệnh. Chồng đi về nhà nấu cơm ngay. Tuân lệnh, tôi chấp nhận. Sẽ về nhà nấu cơm cho vợ ngay bây giờ.